Rồi, gạt sự đòi thực tế. Rồi. Mục tiêu học tâm buổi hôm nay, cái phần đầu là cái hôn là bằng cái con thôi, là các bạn trình bày tôi được định nghĩa nó phân loại được các số đo dịch tễ và thường được sử dụng ha. Các số đo thường sử dụng trong dịch tễ học. Thứ hai là các bạn phần số 2 là cái phần tình trạng là các bạn thực hiện tính toán viết giải được ha. Một vài số đo dùng trong dịch tễ học, cái này một vài này nhiều số đo lắm. Rồi giờ nhắc lại nè, lý thuyết này này mà tính chất lý thuyết chứ. À, thứ nhất là để đo, cái này quay lại nó sao? Người ta chắc có số đo là tỷ số. Chúng ta có tỷ số. Tỷ số là một phân số tử và mẫu hoàn toàn cộng đồng với nhau, gọi là tỷ số. Chúng ta hiện ra thẳng hai cạnh liên tiếp tới nhà thứ ba của A. À, đứng đầu bảng nha, tới tất hai bọn đứng đầu bảng của bọn thứ ba A. Được chưa ha? Tỷ số là một phân số tử và mẫu hoàn toàn cộng đồng với nhau. Tỷ lệ cũng là một phân số tử thuộc mẫu. Tỷ lệ cận thị của lớp, lấy số cận thị chia tổng số người trong lớp. Để nhắc lại thôi mà, do là nó tỷ lệ nghiệm mít thì khi mình lấy tử và mẫu chia với nhau nha, là chắc chắn tử nó phải nằm trong mẫu nha. Đấy à, dùng như tôi nếu mà dùng rồi tập hợp á, tập hợp và dùng cái ít đi á, thường thường a b không tập tôi dùng ít đi nè, ít đi nếu tỷ lệ á ít một đi thì cũng phải ra sao không quên mất này. Phải vậy không? Cái này ủng hộ cái nhân tố vậy đó, cũng nhớ những cái số đo này. Rồi, rồi tỷ suất xem học bổng chưa? Các bạn nghe nó đang suất học bổng không? Phải suất không? Suất học bổng. Suất đó thì các bạn thấy là đầu tiên là tôi được tốt cả học kỳ cầu, sau đó tôi được suất học bổng kéo dài học kỳ này. Do đó suất nó phải gắn với đơn vị thời gian, thì tôi gọi là suất. Từ đơn người ta tính, suất người ta tính trong vòng một năm, hoặc ta phải có nhiều năm đó, trong vòng ta tính trong một năm xem coi đó như thế nào. Như vậy tử của nó phải là một số đo đó, mẫu của nó phải có gắn với đơn vị thời gian ha, thời gian phải gọi là suất. Do đó đơn vị của nó thì tôi có tính cái này trên đơn vị ha. Nữa các bạn khi các bạn nhớ cái đơn vị chúng tôi nha, ví dụ các bạn tính đơn vị là người năm à, là thời gian thì cũng tính bằng năm. Được chưa? Nếu mà các bạn thấy người và tháng thời gian thì chúng tôi tính là bằng tháng, cho nên có đơn vị người thời gian đó là suất. Học bổng của mình thường là được mấy tháng? 4 tháng hả? Mình có mấy lần xét học bổng? Mình có học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3, 3, 4, 12. Không có hè, thiết kỳ trên hả? Có tháng có là học kỳ nào mà phải nghỉ Tết gì không? Không phải có nghỉ Tết nhưng mà có tính xét qua lỗi ra Tết thì lỗi hè cả không? Các bộ cũng chưa xét là cứ 3, 4, 12 đó. 4 tháng cũng tháng liền nè. Ôi, cái này ngon nha. Ngày xưa chỉ xét có 5 tháng, 5 nhân 2 bằng 10 là xét được 10 tháng là 2 học kỳ. À, lần này các bạn được xét là cứ bạn là học bổng là các bạn có được 12 tháng học bổng liên tục, được 12 tháng. 12 tháng nó đủ đó một quý chưa? Phải là xuất sắc mới được rồi, có một quý nào. Đây là mời nghe chính xác đi. Năm nay là các bạn được ban đầu các bạn thấy là tăng học phí, tăng học phí là bây giờ khi trường mà tính ra học phí là các em thu lại được nhiêu, cũng như của em này nè là trường trả hết nhiêu tiền? 2,7 triệu cho cả học kỳ cả hai là trường. Đấy, đó là nhờ bộ giáo dục,
nhờ cái là công điện cái công điện bộ chính trị là tới thủ tướng là tới bên đây bộ giáo dục yêu cầu phải là này của thủ tướng không tăng học phí trong năm nay còn năm sau thủ tướng nói không tăng học phí năm sau thì là các bạn đỡ rồi thì dư mất công các chỉ số đo lường mắc bệnh mình có tỷ lệ hiện mắc, tỷ suất mới mắc, tỷ lệ mới mắc tích lũy, tỷ lệ hiện mắc, tỷ lệ mới mắc tích lũy, thì hai này nó sẽ giống nhau về số đo ở trên là tỷ lệ, còn thằng này là tỷ suất mới mắc nó giống như tỷ suất đó. Rồi còn sẽ đi vào chi tiết. Được nha. Giải xong là học xong là thuộc luôn nghe, chừng nhớ tên số đo trước cái đã. Tên cái đạo và đầu nó làm như thế nào là thuộc cái thứ hai. Đo lường tử vong mình có tỷ suất tử vong ô suất tỷ số tử vong trên trường hợp bệnh a cái này tỷ số cái đó tử vong mẫu tử có cái là không thuộc mẫu hoặc tử trong một vài nó nằm trong mẫu thôi. Tỷ suất chết trên mắt à, đây phải có đơn vị tên gian kèm theo rồi. Số đo kết hợp nhân quả và số đo tác động bốn số đo này thực hiện cho ba số đo là chính. Thứ nhất là RR. RR là gì? Có hai cách đổi, có hai cách loại. Cách loại thứ nhất người ta gọi là tỷ số nguy cơ à, mà tiếng Anh là tỷ số nguy cơ, do đó cái tỷ số nó nằm ở phía sau à, cái nguy cơ nó nằm phía trước là cái risk ratio, đó là cách loại thứ nhất. Thứ hai người ta gọi là nguy cơ tương đối. Nó có cái nguy cơ tuyệt đối, nguy cơ tương đối, nó có nguy cơ tuyệt đối để tuyệt đối là sao? Ví dụ một người, một nhóm người nào đó mà không khoa đầu không bệnh sau thời gian mắc bệnh thì người ta tính tỷ lệ, ta tính tỷ lệ, cùng quay trở lại chỗ này. Mới mắc tích lũy nè, ta gọi là nguy cơ mới mắc, mà nguy cơ này là nguy cơ tuyệt đối. Đó, cứ nghe thì là nào chưa? Hơn lắc 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 là đầu. Cái bài số 4 ai giảng? Tôi giảng. Tôi giảng nè. Tới phần RR nè, thì tôi nói là tỷ lệ mới mắc chung nhóm. Có tiếp xúc chia tỷ lệ mới mắc tương nhóm, không tiếp xúc thì tỷ lệ mới mắc đó chúng ta gọi là nguy cơ mới mắc, chúng ta chữ R1, R2 hoặc là B1, B2. Một tôi giảng tôi nhớ. Nếu lớp này tôi không có giảng cái môn này chắc chắn tôi giảng ngoài này. Rồi, tôi qua, hết nhớ. Rồi, tới nhắc lôi nhắc xương được tôi cũng quên rồi. Bởi vậy, tới lúc thi quên là chuyện bình thường. Rồi, đúng không? Số đo kết hợp nhân quả là số đo tác động, thì ở đây mình có RR nó rồi. OR là gì? Tỷ số trên chữ này chữ odd, chữ này chữ ratio, thì này là odd là trên, tỷ số trên, và chữ trên á nó tính lên lần mình không nghe thường thường á, người dân nó trên là đó là trên là tiếp xúc trong nhóm vợ, chia trên là tiếp xúc trên trong nhóm chính, chứ là đâu đó trên trong nhóm vợ, chia trên trong nhóm chính. Rồi AR là cái này gọi là gì? Bây giờ quy thuộc trên nhóm bên nhiệm AR
nó có ba tên gọi đó. À, có người của nó là nguy cơ quy trách, nguy cơ quy trách. À, cái người đó nguy cơ quy phụ. Tên đó là tiếng Anh, tiếng là tiếng Việt, tiếng Việt chung người em miền về Nam và miền Bắc. Nguy cơ quy trách, nguy cơ quy phụ. Quy phụ thì cũng là quy cho cái việc tiếp xúc với cái nguy cơ thì khả năng mắc bệnh bao nhiêu phần trăm là quy cho cái việc đó. Nè, nguy cơ quy trách cũng vậy. À, nó gọi là nguy cơ sai biệt nữa, tức là giữa cái thằng tiếp xúc và thằng không tiếp xúc này thì trên là bao nhiêu, thì cái trên là đó nó gọi là nguy cơ sai biệt hay nguy cơ quy trách. Cái thằng tiếp xúc thì lại mắc bệnh là 20%, thằng không tiếp xúc thì lại mắc bệnh là 10%, nó trên là bao nhiêu 10% thì trên là 10% đó nó gọi là nguy cơ quy trách. À, nhớ vậy cho nó dễ, cách tính nó cũng vậy luôn. R phần trăm thì nó gọi là phần trăm nguy cơ quy trách. Bắt đầu tới đây bắt đầu là hơn 18 hơn chút rồi. Phần trăm nguy cơ quy trách, tất cả các bạn lưu ý là tất cả con số đo này nó nằm trong cuốn sách đó, tôi chỉ thể thống lại thôi. Thôi giờ đi vào từng cái đi, tôi sẽ muốn phụ. Để từ đây tới chiều, là chiều một cao không? Đâu nè, đây vậy là mình học 4 bài buổi sáng. Còn lại buổi sau thì mình học 4 bài nữa. 4 bài buổi sáng, trong cái phần này là có cái là phải đọc không? Giải quyết ta 4 bài buổi sáng thôi. Để cho nó kỹ lượng. Nha, xong là cục luôn nha. Rồi, tỷ lệ chuyển mắt. Tỷ lệ hiện mắt các bạn cứ phức tạp quá, bạn cứ lo gì các bạn nha. Tỷ lệ hiện mắt đầu tiên các bạn nhớ cho tôi cái ký hiệu của nó là chữ B, chỗ này nè, ký hiệu đó là chữ B nha. Chữ B của nó chữ réo là làm gì nha. Đây chữ B này là hiện mắt là số hiện có trong một cụ thể chia tổng dân số tại thời điểm đó, rất đơn giản. Hôm nay có một thằng thầy hơi nhiều nha, 70 người cần thầy. Thì lấy 70 chia cho 120 gọi là tỷ lệ chuyển mắt của thầy. Đó là tỷ lệ chuyển mắt. Tại một cái thời điểm đó thì ở đây nó có hai loại, một cái loại là tỷ lệ hiện mắt điểm và một loại là tỷ lệ hiện mắt khoảng. Điểm khoảng thế điểm nó khác với khoảng chỗ nào? Điểm là hiện tại ở thời điểm đó có bao nhiêu người bắt đầu chia cho trận đó, thế khoảng khoảng tính sao? Em có lấy ví dụ cận thị đó nha. Bây giờ lớp 102 giả sử ra nha, ví dụ nha, giả sử lớp 102 hiện tại là bậc bảy chục, khoảng thời gian nữa là đang cho đến hồi năm sau đi, mấy năm sau mà học gì cũng của tôi đó, tôi xem thấy 102 một này thì có 10 bạn mắc mới, 10 bạn mắc mới cộng với 70 bạn mắc cũ là lên 80. Vậy ta hỏi hiện mắt trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ hiện mắt trong khoảng thời gian một năm đó là bao nhiêu, thì lấy cái mới cộng cái cũ chia cho dân số 102. Thế là hiện mắt khoảng là lấy số hiện mắt cộng với số mới mắt mới nữa chia cho dân số của mình thì hơn khoảng số đo này tất sử dụng. Nó chỉ có mô tả như thế này, có một số cái bệnh nó để xem coi khả năng trong quá trình đó thì cái số hiện mắt nó lên bao nhiêu, tại vì có số bệnh như cận thị nè, nó không khỏi từ thời gian một tăng ra, nó không khỏi từ thời gian sau đó nó tích lũy vô á, người ta biến người ta chiêm coi người ta giữ trên trong mấy năm nữa thì nó hiện mắt là bao nhiêu, được chưa? Thì bây giờ thực sự ra
người ta không cần tính đó, người ta chỉ cần tính số mới mắc trong khoảng thời gian đó, được chưa? Mà dân số mà không đổi thì người ta biết số mới mắc trong khoảng thời gian đó, trong thời gian thì cái số tiền mắc bao nhiêu là người ta tính ra được, không cần phải tính tỷ lệ hiện mắc từ ngoài. Các bạn cứ hình dung như cái nồi nước, cho một cái trong nước ra ngoài thì trong nước là cái mới mắc vào, được chưa? Thì cái nồi nước đó mình bỏ luôn xong cho nó không có tên, do đó nó cứ nó luôn luôn đầy. Do đó các bạn thấy là hiện nay các bạn nhìn ở ngoài, thứ nhất là tỷ lệ HIV, các bạn thấy là tỷ lệ chuyển mắc kẹt HIV thấy nó tăng trong thời gian. Là các bạn nói là với cái công tác phòng chống mình nó kém, không phải mình tốt á, những người mà bị đa nhiễm HIV mình đâu phải chết đâu. Số mới mắc thì nó cứ đổ vô bài và cuối cùng chắc chắn bị mắc một cái tăng. Đấy chưa? Nhưng các bạn thấy dù như năm nay tự nhiên năm sau hiện mắc cao hơn năm nay là chuyện bình thường. Nè, dễ rồi ha. Đó. Tỷ lệ mới mắc tích lũy còn gọi là nguy cơ mới mắc nè. Có những cái hiệu chữ là CI à. Cái này là chỉ cộng dồn để tích lũy, cái Y là chủ yếu sẽ là mới mắc. Đó gọi là cộng dồn vậy nè. Số người mới mắc bệnh trong khoảng thời gian xác định chia số người không mắc bệnh đầu bắt đầu nghiên cứu là bắt đầu nghiên cứu nè. Do đó thường thường các bạn làm bài tỏ á, các bạn là có khả năng là do sơ suất hoặc có khả năng không thuộc công thức. Công thức của người ta là gì? Số người mắc bệnh, số người không mắc bệnh chứ không mắc bệnh trong cơ thể khi bắt đầu nghiên cứu. Thì bây giờ tôi lấy ví dụ, cũng quay lại cái ví dụ của mình. Đó, mình có 70 người mắc cảm thấy. Từ đây cho đến năm sau có 10 mắc cặp người mắc cặp này mới nha, dân số này chắc chắn không đủ vậy, đúng không? Dân số trong hai này nè, trừ khi nào nghỉ bớt thôi, dân số dễ sẽ không đủ vậy. Tỷ lệ mới mắc tích lũy bằng nhiêu? Nhiều. Các bạn số lượng mới mắc là nhiêu? 10. Số mà không mắc bệnh bắt đầu là điểm nghiên cứu 50 người, đúng không? Do đó 10 chia 50 thì tính ra là khoảng 20%. Đó, cho chị Phương nói với thầy cô và mình thực tế học, đừng cho cái đề lẽ cái đề lẽ thì cho số lượng mình lớn chục 7-8 người á, cho số chặt đi, cho dễ tính. Đâu có thời gian rồi cho số lẻ có 15, 16, 20 người chứ. Các bạn cứ cho số lẻ chẳng hiểu 10, 20, 30, 40 cho dễ tính, đúng không? Rồi, các có bạn học rõ không? Thì chính là nguy cơ mới mắc nè, trong nhóm tiếp xúc khác, trong nhóm không tiếp xúc khác thì người ta tính trong khoảng thời gian đó cái nguy cơ mắc bệnh trong nhóm tiếp xúc là bao nhiêu phần trăm, nguy cơ mắc bệnh trong nhóm tiếp không tiếp xúc là bao nhiêu phần trăm, thì cái này ta gọi là nguy cơ tiền tấu nè. Nè nè, tính vào phần trăm rồi, cái này phiên giải thì này dễ ra cửa không, không tính là phiên giải cái này nó có gì đâu. Rồi tỷ suất mới mắc à. Xuất động lực này, mấy này mới tính nó mới mệt, từ từ rớt cái câu này. Ví dụ như trong 3.5 thì câu này chắc chắn có 1 điểm đến 1.5 tỷ giải số lượng. À. Mẫu số và tử số, các bạn tính tử số luôn luôn dễ. Tử số dễ, điểm số cao mới mắc bệnh trong khoảng thời gian khảo sát. Mẫu số của nó là tổng đơn vị người thời gian theo dõi. Tổng đơn vị người thời gian theo dõi.
Bên đây là cái mà các bạn tính nó không ra. Tại sao không ra? À, bây giờ cậu tính nè, cũng lấy lại 50 người cận thị cho nó dễ. Đầu tiên mình có 50 người cận thị, 50 người mình theo dõi ha. Mình theo dõi thì dạy 1 năm nha. Nếu 2 năm là khác nha. Tôi theo dõi 1 năm thì tôi có 50 người năm. Bây giờ 50 theo dõi 1 năm nha. Nếu theo dõi 2 năm nha thì là 1 nha. Nếu là 2 năm thì nó là 100 người năm. Đây là cách tính. Được chưa? Giả sử 50 người theo dõi chọn gọi về, nhưng giờ mình có 10 người bị mắc, bị mắc cận thị thì phải coi kỹ coi 10 người bị mắc cận thị người ta nói thời điểm nào, người ta nói tại đầu năm hay giữa năm hay cuối năm. Nếu 10 người mắc cận thị đó ở đầu năm IR bằng số lượng là 10, trên đây nè, ở dưới này nè là bắt đầu tử nè. Nếu 10 người mà mắc ở đầu năm thì mẫu số nó còn nhiều 40. Nếu mắc ở giữa năm, giữa năm 48 đầu lòng, và ở cuối năm thì 10 trên 50. Tại sao? Khi mắc bệnh là mắc nguyên nhân. Do đó coi kỹ người ta nói là 10 người đó mắc bệnh thời điểm nào. Đầu năm thì các bạn lấy 10 kia. Như này, giữa năm là các bạn, tại vì giữa năm thì 10 người đó thời gian theo dõi là được. Mỗi người được giữa năm, nhân cho 10 thì nó lên là 5 năm. Và ở cuối năm là xem như là theo dõi tròn. Do đó là 10 chia 50. Do đó các bạn sai, thường là sai từ mẫu số nữa. Không có kỹ. Cái này là tôi tính là con này người 10 người này là không có di cư được nha. Ở đầu có trong này có di cư, có chết, có đủ thứ chờ, cũng có còn phải chờ. Có nhiều cái tính, cách tính thứ nhất là các bạn giả sử 50 người này thay đổi hết là tôi thấy có bao nhiêu người, còn những người nào mà bị mất dấu là đầu trừ ra, đó là cách tính thứ nhất. Cách tính thứ hai thì các bạn lấy những người theo dõi chọn, các bạn nhân cho tổng thời gian. Ví dụ người theo dõi chọn là 40 người nè, tôi nhân cho 1, được chưa? Còn bắt đầu với cộng nè, cộng 10 người chứ, 10 người này nhân bao nhiêu thì lúc đó bạn tính nè. Hoặc là nhân cho 0, hoặc là nhân cho 0,5, hoặc là nhân cho 1, tùy theo thời gian theo dõi của người này. Đó là cách tính thứ hai là gọi tính theo nghiệm này. Rồi à, cách tính nào cũng thường nằm về La Mã và chuyển trở về đúng La Mã thôi. Nhưng các bạn không đưa ra cách tính, các bạn đưa ra con số cuối cùng. Không hiểu nha, thầy thì phải cái bên biết con số cuối cùng. Phải có cái con tính tính. Chỗ này là tôi xem các bạn tính kiểu gì. Thấy ra. Nhưng các bạn nói em ra kết quả đúng rồi, tại sao? Chia với con số đó, tự nhiên con số đó đâu ra vậy? Tại vì cái quy trình tính là cái người kế bên tính. Nhưng mà yên tâm đi, hai người kế bên chắc chắn đề khác nhau về cách tính này. Nhìn người kế bên coi chừng chết. Rồi, có ai không gọi cái này không? Ơi, tính. Rồi. Cứ 10 người khỏe mạnh trong vòng 1 năm có bao nhiêu người mắc bệnh? Thì nếu tính ra được trong đây nè, tính ra đây ví dụ như là con lấy 10 trên chia 50 cho nó dạy ra 20% thì tính nè. Đối với cái lớp y, phải đầu tiên đối tượng của mình nha. Đối với lớp y cứ 1 năm theo dõi sẽ có bao nhiêu phần trăm người bị bệnh, hoặc là cứ tại 20% mà cứ 10 người
Nha, 110 người theo dõi trong một năm sẽ có 2 người mắc bệnh thận tỷ. Và 20 người cảm tính vậy được không? Gần gần đầu. Hoặc 900 người theo dõi trong một năm thì sẽ có 20 người mắc bệnh thận tỷ. Phải được, phải được tìm với nghe, phải nhớ đối tượng quan trọng nha. Cứ 100 người dân y chứ nghĩ đây á, dân y phải gọi dân y à, theo dõi trong một năm, các bạn lưu ý này, cái số đơn vị 10 n á là n mình tính theo 1000 ha, 100 là 10 người là n, 10 điểm là n á, được chưa? Do đó chỗ này các bạn lưu ý, dù như các bạn tính ra 0,2 thì các bạn quy ra 10 cũng được, các bạn quy ra 100 cũng được, các bạn quy ra 1000 cũng được, các bạn sẽ các bạn được chưa? Thường những con số nhỏ quá sẽ quy qua 1000, ví dụ như 0,02 thì lúc đó phải quy ra 1000 thì nó dễ nhỉ. Cái đó phần ngàn phần trăm thì tôi cũng không quan tâm nhiều, cái quan trọng là các bạn hiểu con số không cái nào. Rồi đâu rồi, tỷ suất tử vong khô là khô mà số tử vong trong giai đoạn xác định chi kích thước trung bình của quần thể trong giai đoạn đó. Này nó dễ không? Vậy mà cái quan trọng là kích thước trung bình đó, kích thước trung bình nó có hai cách tính. Cách tính thứ nhất là cách từ lớn nhất là lấy đầu cộng cuối chia đầu là kích thước trung bình. Tại nó có dân số trung bình, di dân có dân số và sinh ra, là cái di dân thì có nhập cư có xuất cư. À, nó sẽ cứ lấy dân số đầu cộng với chia đầu hoặc lấy dân số giữa kỳ. Đó, dân số giữa kỳ. Đây là kích thước trung bình. Đó, dân số đầu kỳ cộng cuối kỳ chia đầu hoặc lấy dân số giữa kỳ. Đây, tiền cho các bạn tính thôi. Chỗ này tiền cho các bạn tính. Rồi. Số tử vong theo trường hợp bệnh. Bắt đầu tại sao mình tính cái số này? Số này tính để làm gì? Số này thì chủ qua là cái số phía trước này. Cái số phía trước này chẳng qua cho ta biết là trong dân số đó cứ năm có bao nhiêu người chết thôi. 10 lít là N, trong dân số đó năm bao nhiêu người chết thôi. Ví dụ như cứ 1000 người thì có 100 người chết, 10 người chết, chỉ đơn giản vậy thôi. Nó chỉ cho biết người chết thôi. Còn qua cái số này thì nó khác nữa nè. Số tử vong theo trường hợp bệnh. Cái chữ của nó chữ DCR nha. Cái chữ DCR là chữ Z nha. To K ratio. Cái chữ C là chữ K. Chữ D là chữ D. Chữ R là chữ ratio. Cách tính như thế này trong dân số à, nó chỉ tính là ha, nó xem coi cái số chết trong năm đó chia cho số mới mắc trong năm đó. Nhớ kỹ nha, đơn vị tính nó tính theo đơn vị thời gian một năm, trong năm đó lấy số chết nó chia cho số mới mắc. Cái số này để làm gì, ý nghĩa để làm gì? Ý nghĩa để làm gì? Đầu tiên, một phần nó cũng phản ánh theo cái mức độ nguy hiểm của bạn. Mức độ nguy hiểm của bạn đối với cái bệnh mà
thời gian kéo dài, ví dụ như ung thư, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như đái tháo đường, nó xem cái mức độ nguy hiểm, cái tử vong của nó như thế nào, rõ cái ví dụ như vậy. Thứ hai, nó cũng phản ánh được là trong trường hợp này, đấy, một phần cái dạng gián tiếp này, đầu tiên nó gián tiếp nó phản ánh cái mức độ nguy hiểm của bệnh ha. Nó còn chết trên mắt mới tính cái mức độ nguy hiểm nó tốt hơn. Cái thứ hai nó cũng xem coi dựa vào con số này nó xem là cái quy mô mà những cái người mắc mà đưa mới mắc á, nó sẽ hiện diện trong cộng đồng là bao nhiêu, lại có số chết, số mắc trong năm đó các bạn tính là có số chết, tính có số mắc, được không? Cái số này nếu càng nhỏ thì cái hiện mắc trong cộng đồng nó sẽ càng tăng. Đó còn phản ánh cái công tác điều trị của mình tốt hay không nữa. Mức độ nguy hiểm công tác điều trị bệnh của mình. Các bạn xem ra nếu số đo này càng nhỏ, công tác điều trị bệnh của mình càng tốt. Ung thư thì chết trước mắt chắc chắn nó sẽ cao hơn so với tăng huyết áp và đái tháo đường. Giữa tăng huyết áp, đái tháo đường chết trên mắt cũng là cao hơn cho các bạn. Xin quý vị cái này cho nó kỹ nha. Giữa thằng nào thằng giữa thằng đái tháo đường và thằng tăng huyết áp khả năng của người là chết nhiều hơn. Tại sao tăng huyết áp chết nhiều hơn? Thông thường thì đái tháo đường và tăng huyết áp phát hiện đồng đều là giai đoạn biến chứng. Đái tháo đường thì các bạn đừng có khái niệm ăn nhiều kiểu nhiều ngày nhiều nha, là cái đó là không có nha, cái đường tiếp 1 nó mới gặp nha. Cái đường tiếp 2 thì hầu như triệu chứng đó rất mơ hồ. Giữa tăng huyết áp đái tháo đường về đi thằng nào nhiều. Các bạn lưu ý nha, chết là phải chết trên số mới mắc nha. Thằng tăng huyết áp chắc chắn nó mắc nhiều hơn so với thằng đái tháo đường. Tại vì tỷ lệ mà hiểm mắc, mức tỷ lệ hiểm mắc trong dân số của tăng huyết áp là khoảng 30-35% của người trưởng thành. Đái tháo đường của nó từ 7-10% tùy theo có nó lên báo cáo từ 5-7%. Thằng cái quan trọng là lấy số chết chia số mới mắc. Nhưng mà giữa đái tháo đường hay bệnh song hành tăng huyết áp thì dẫn đến đái tháo đường dẫn đến tăng huyết áp, cho nó song hành với nhau, có khi hai thằng gặp với nhau cuối cùng không biết chết do đái tháo đường hay tăng huyết áp. Rồi cái này được chưa, cách tính thôi các bạn, ý nghĩa để sau đây về các bạn vậy. Nhưng mà các bạn lúc thi á thì tay còn tính thì các bạn nhớ tính khi giải, các bạn dựa vào này các bạn khi giải thôi, các bạn thế cái số này vô là bộ quy giải theo kiểu này là được rồi. Chết trên mắt cái này nó liên quan nè, nó liên quan ví dụ Covid-19. Covid-19 lúc giai đoạn vào năm 2020 á, chết trên mắt cao lắm nè, trên thế giới kể cả Việt Nam của mình. Thì bệnh chết trên mắt tính sao nó khác gì cả nè. Số trường hợp tử vong trong những người mới mắc ha, chia cho tổng số người mới mắc, tức là tôi lấy ví dụ trong năm của tôi có 100 thằng mới mắc, trong 100 thằng mới mắc có bao nhiêu thằng chết thì gọi là chết trên mắt. Và chết trên mắt này thì nó sử dụng cho những cái bệnh mà tương đối thời gian mắc bệnh của nó, thời gian ủ bệnh và thời gian kéo dài của nó ngắn mới chết trên mắt. Do đó thời gian kéo dài người ta tính tỷ số chết theo trường hợp bệnh là cái DCR này. Nha, cái này lưu ý chỗ này nha. Rồi trong trường hợp này ví dụ Covid đầu tiên thì những cái năm đầu Việt Nam mình chết thì mắc khoảng 10%, sau đó nó giảm dần. Tại vì lúc đó mắc thấp mà và chết cũng nhiều, do đó giảm dần. Cuối cùng giờ này nếu tính ra của mình chắc khoảng từ 1-2% gì
còn 200. Còn đối với các bạn lưu ý nha, nhiều tiên cầu lợn ở người, nhiều tiên cầu lợn ở người trên sinh mặt của nó thì nó phải có là 50-70%. Cái người mà bị dại, bệnh dại nha, thì người ta vẫn thấy gần như 100%. Dại là một, cái này là thứ quan cũng vậy. Uống quay thì con cũng rất là cao. Viêm não nhiễm bào thì nếu mà đưa vào gọi là viêm não thì khoảng 30%. Đó là những con số, đó là những độ nguy hiểm. Còn H5N1 thì giữa người và người nó có lây. Nhưng những người nào mà nhiễm thì khả năng tử vong của nó lên 50%. Ở Việt Nam mình thì cũng có những khoảng 60 người hay 200 mấy người đang chết, khoảng 60 người tức là khoảng 50% chết trên mắt CFL. Em mức độ nguy hiểm của bệnh nha. HIVS người ta không tính số đo này. HIVS người ta tính số đo là CDR, DCR, DCR, CDR có thể số đo khác. CDR đó là tỷ suất chết phổ. Rồi mấy cái số đo này được chưa? Nó còn trong tài liệu nó còn một số số đo nữa. Tỷ suất chết là trên theo tuổi, theo giới, theo nguyên nhân là không được. Có 3 số đoạn theo nguyên nhân thì của nguyên nhân nào thì số chất của số chất nguyên nhân đó chia cho chia cho trung bình. Tới trình bày cho thầy không? Có bốn số đo đầu tiên của tôi đây. Để buổi sau mình đã hướng dẫn được. Nếu không buổi nào muốn hướng dẫn thấp thì buổi sau lấy gì hướng dẫn. Đấy, bài 1, bài 2, 1. Trong bốn bài này có bài nào nó liên quan đến coi sơ qua đây. Có liên quan đến cái phần trình bày dữ liệu đó không? Tôi cũng chưa có bài tập. Không có. Phần sau LR, AR có tính phần sau. Rồi, con không tới đây được rồi. Giờ là bài tập. Chứ học nhiều quá để quên thôi, buổi sáng quên hết trơn, rút kinh nghiệm. Vậy là chiều nay không cũng chưa có học không? Là buổi kế học buổi nào? Sáng thứ năm hả? Rồi, bắt đầu làm bài tập. Em mà không nhất cái này, mình cứ ngồi thảo luận tất nhiên nhóm 2 người đến 3 người nha. Làm bài tập nha, tôi sẽ kêu ngẫu nhiên lên sửa. Thì ngẫu nhiên thì các bạn trong gần đó có thể cử người lên hoặc là cái bài đó lên. Hãy để thách trên tay của bạn này đây. Đây, cái bài tập đây. Rồi, các bạn làm bài tập. Rồi, bạn nào mà chưa có được ký